6 mẫu iPhone 12 vào năm sau. Theo các nhà phân tích của Rosenblatt Security, Apple có thể sẽ ra mắt tới 6 mẫu iPhone 12 vào năm 2020. Loạt iPhone 12 bao gồm mẫu iPhone 12 4G với màn hình LCD 6.1 inch là bản nâng cấp của iPhone 11, 2 mẫu iPhone 12 Pro, bản hỗ trợ 4G và 5G, dùng màn hình OLED 5.4 inch và camera kép mặt sau. Các phiên bản cao cấp sẽ là iPhone 12 Pro Plus màn hình OLED 6.1 inch cũng với hai biến thể 4G và 5G trang bị ba camera mặt sau và cảm biến top. Phiên bản siêu cao cấp iPhone 12 Pro Max màn hình OLED 6.1 inch sẽ chỉ có phiên bản 5G, 3 camera sau và cả cảm biến top. Dự đoán này của Rosenblatt không đồng nhất với quan điểm của thần đoán Minh Chi Kuo về iPhone 12 ra mắt năm tới. Kuo cho rằng Apple sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone màn hình OLED vào năm 2020 và mẫu iPhone SE 2 giá rẻ. Ngoài ra, nhà phân tích Jun Zhang của Rosenblatt Security Apple có thể sẽ cắt giảm 25% sản lượng iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, giai đoạn từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020. Tổng cộng việc sản xuất iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max giảm tới 60% vào cuối tháng 3 năm 2020. Nguyên nhân giảm sản lượng iPhone 11 được cho là do nhu cầu người dùng giảm với các iPhone chỉ hỗ trợ 4G. Số đông đang chờ đợi sự ra mắt của iPhone 12 5G. Tuy vậy, Katie Huberty nhà phân tích của Morgan Stanley lại không đồng tình với dự đoán của Giang. Bà Huberty cho biết, mới gặp CFO Luca Maestri của Apple và các đối tác trong chuỗi cung ứng, và khẳng định sản lượng iPhone 11 vẫn rất đều, bao gồm cả iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 được biết đến là sản phẩm bán chạy hơn rất nhiều so với mong đợi trước đó của Apple, trong khi đó iPhone 11 Pro cũng đạt được doanh số tốt tại thị trường Mỹ.